dính trưởng rồi, dính chấu rồi, túi hết người chắc luôn rồi. Cái cần nhất bây giờ là tìm được một cái chỗ nào đó núp mưa. Wow, mưa lớn với ta. Rồi không ngờ luôn á, tại sao mà có thể trời mưa ngộ nghỉnh như vậy nhỉ. Thôi chắc là tắt camera nha, để hư camera hết. Kiếm chỗ nào đó núp coi. Mưa như vậy thì biết núp chỗ nào. Có những cơn mưa thật là ngộ nghĩnh. Không, hết mưa rồi, đỡ ghê á. Nhưng mà bây giờ hết mưa thì có cái nghĩa lý gì đâu, bởi vì do là ướt hết người luôn rồi. Mưa giờ có mưa hay hết mưa cũng chẳng có nghĩa lý gì hết, chẳng có ý nghĩa gì hết. Vì mục đích á, khi mà đi ra ngoài đường á, rồi đi về á, là phải khô ráo. Còn bây giờ đâu có khô ráo nào, ở đâu ướt hết người luôn rồi. Có nắng đó, nhưng mà nắng này thì không thể nào mà có thể làm cho khô đồ được. Khi mà mình đã bị ướt hết người. Wow, lạnh thiệt, rất lạnh luôn. Khi mà trời mưa xong á, cái da của mình ướt đúng không, gió nó thổi vô đó, rồi da của mình đó, nó bốc hơi đúng á. Đeo lại có cảm giác rất là mát lạnh luôn, thấy cái cảm giác này lắm. Bởi vậy á, người ta nói á, trời mưa á, thì sẽ ngủ ngon hơn, do là có cái độ ẩm ở trong không khí á, đó thì sẽ giúp cho họ ngủ ngon hơn. Lỡ chơi rồi chơi luôn, quẹo qua đây luôn đi, chợ Phạm Thế Hiển đây. Trời mưa xong cái tự nhiên chợ ô tô dẹp hết trơn. Giờ cái quầy họ bán, buổi chiều họ vẫn bán, bây giờ là họ dẹp hết rồi. Mưa gió rồi bán buôn kiểu gì nữa giờ. Oh, man. Có cái chung cư ở đây nè, có một cái chung cư cũ ở đây nè. Mưa nữa, vãi thiệt chứ. Đó, chợ nè, tháng câu hồn đó, người ta bán đồ cúng câu hồn rất nhiều. Rồi bán mấy cái con gấu bơm hơi nữa. Mấy cái quầy, mấy cái sạp á, người ta lấy đồ người ta che lại hết rồi, nên là không có nhìn rõ. Wow, mưa rồi. Cái này kiểu giống như là người ta kêu gọi là mưa rào á mà. Mấy người bán thì họ có dù, họ che, họ không có sợ ướt. Còn mấy người mua thì một là mặc áo mưa, hai là tắm mưa. Và mình không phải đóng vai là người mua hàng, nhưng mà mình không có áo mưa nên là mình đang tắm mưa, ướt như chuột lột luôn rồi. Sợ là sợ hư camera thôi, chứ còn về cái vấn đề mà ướt người đó thì cũng không phải gọi là một cái vấn đề lớn. Oh man, chắc là phải kiếm chỗ nào núp quá, mưa lớn vậy. Wow, mưa lớn quá. Thôi tắt camera nha, để nó hư